Satoshi, cái củ khoai ở đâu ra vậy? Củ khoai con đào. À, củ khoai Satoshi đào à? Ủa, củ khoai Satoshi đào sao mà to thế? Hả? À, mà sao ở trong màu gì vậy Satoshi? Ở trong kỳ rôi. À, trong kỳ rôi à? Kỳ rôi là màu gì? Wow, nó vàng giống cái quần của Satoshi luôn kìa. Oh no. Mà ở ngoài nó lại kỳ rôi á. Cái vỏ nó. Cái gì vậy? Cái vỏ đó sao? Rồi. Nó cứ rồi à. Mà ai sao đây là hai củ Satoshi đào được đấy hả? Wow, sao nó to vậy? Có một củ to ơi là to luôn á. Ha. Con nha. À, một củ nhỏ ha, một củ bé bé ha. Này Satoshi đào hết hả? Con đào bằng gì? Bằng tay hả? Tay. Sao nó có chỗ lửa tay? Sao có chỗ lửa tay nữa? Lửa thì nó thành màu nè. À, lửa thành màu này. Lửa thành màu đó hả? Wow. Thế bạn nào cũng đem về nhà hết hả Satoshi? Ừ. Thế à? To dữ, tay con thò vô cầm thêm thử. Sao như... Quá to luôn hả? Tay Satoshi nhỏ chút xíu so với củ khoai lang à. To dữ. Mà sao con đào được hay vậy? Con dùng tay con bới hả? Hay là con đào sao? Con đào bằng tay. Con có dùng cái xẻng hay dùng cái gì đào không? Không có. Ủa, chơi đào bằng tay không vậy hả? Ừ. Ghê. Bạn nào cũng đào bằng tay vậy ha. Trời mà cái củ to dữ vậy mà con đào được hay quá vậy. Con đào lâu không? Lâu lắm mới đào được hả? Sigo vậy. Đâu con đào như thế nào? Dẻo ơi, bộ như củ khoai lang đang nằm dưới đất vậy nè. Con đào như thế nào? Đào giống con chuột vậy. Chuột Satoshi đào được củ khoai lang to vậy. Sigo vậy. Con chuột thì nó nhỏ sao mà cầm củ to với củ nhỏ này được. Đúng rồi, chỉ có con chuột Satoshi to này mới cầm được thôi đúng không? Ừ. Mấy bạn cũng đào được mấy củ to vậy luôn á hả? Ừ. Có củ nào to hơn củ này không? Trời, củ này to nhất luôn á hả? Ghê vậy. Sensei nói củ này sao? Bỏ vô Fukuro hả? Cho mang về hả? Mang về cho ba mama hả? Còn Hokkien, con có mang về không? Ở trên trường khô trên còn nhiều Oimo quá. Còn nhiều Oimo luôn hả? Trời ơi, vậy là vừa ở trên Hokkien vừa mang về nhà luôn, nhiều dữ vậy. Vậy hôm nay con có... Tầm nhiều... Ichi ni san si go lo ku na na chi kiu du Diu ichi diu ni diu sa diu si diu go diu lo ku diu na na diu hachi diu ki sam lo chi in ki ni diu ni diu ni diu ichi hai ni diu san ni diu ni ni diu ni ni diu san ni diu san tiếp ni diu go ni diu si ni diu si ni diu go ni diu go ni diu roku ni diu nana ni diu roku ni diu nana ni diu hachi ni diu hachi. Ừ, nhiều quá ha. Ừ. Sao tôi xin đếm nhiều quá. Thế con được ăn ở trên Hokkien, con được ăn được khoai lang chưa? Uimopa mà ngày mai là Uimopa ti. Ôi mày trời, Uimopa ti luôn à? Sensei giải thích vậy à? Ghê vậy à? Wow. Trời ơi, party Ohimo luôn hả? Đã hơn. Satoshi đợi ngày mai đi ăn party hả? Đã gì? Thích nha. Thích không? Satoshi thích không? Ừ. Trời ơi, chắc có nhiều món bằng Ohimo lắm hả? Có Ohimo party nữa. Sensei nói vậy à? Lần đầu tiên ba nghe Ohimo party á. Đã hơn. Thế Sensei có nói là có món gì không? Sẽ có Sensei không có nói. À, vậy không nói hả? Mai mình đợi xem thử có món gì hơn. Nói đi. Cái màu đó. Hai màu khác luôn rồi. Ở đây nữa rồi. Nó thành màu này là màu gì? Màu giống nasubi à? Đúng rồi, màu nasubi đó. Nasubi là màu cà tím. Đúng không? Giống không? Rồi con rửa củ nhỏ đi. Con rửa có thể bỏ tay chứ. Đúng rồi, con phải chào vậy đó, đúng rồi. Trời ơi, Satoshi đi đào, bây giờ đi rửa khoai nó đủ luôn ha. Rồi Satoshi tự nấu luôn, được không? Hay khỏi nấu ăn luôn? Hay nấu ăn thì
thì xong rồi mở lại nướng nó cũng ngon. À nướng nó cũng ngon hả? Ừ. Ừ, rồi mình đi nướng thôi. Sao? Thế mai có bạc ti hồi khi mô ba ba ăn được không? Không, chưa biết. Không biết hả? Cứ rồi. Vậy sao đó. Củ của con cứ rồi vậy? Củ của ba ba nó ra màu nào khác mẹ. Nè, mi tê. Nó ra màu Murasaki đó. Ê, củ Sakoshi nó bị gì ta? Củ này sao nó đen thui vậy? Nó không ra màu vậy con? Ê. Sao nó kiểu này nó lỗ tận? Nó lỗ. Sao bên củ sao này? Nó bị mụn á. Mụn lấy gì? Mikibi ha. À con làm kiểu này nó hành màu nè lên rồi. À, sao củ Satoshi màu nó cũng không đẹp nữa. Nhìn. Củ của con trà cấp mấy nó cũng đen thui thui luôn nè. Ba ba trà giờ mà nó cũng vậy mà. Quá củ papa. Củ này mới sạch rồi mà nó đen thui thui luôn, nó không có màu. Theo Satoshi ăn Ojimo bạc ti nha. Nha. Satoshi sư, nếu ba ba ăn thì Satoshi không được ăn. Con đó bộ mi à. Con đó bộ mà. Ba ba cũng thích ăn Ojimo bạc ti sao đây? Vậy giờ người nào ăn đây? Satoshi. Satoshi vậy. Sao nó bị đen thôi vậy? Củ Satoshi nó bị gì rồi? Hay là nước nó cứ rồi nó không là? À, do nước nó đen hả? Nó cứ rồi, nó cứ rồi nó không ra. Nói củ bên này nó cũng mà củ bên này nó cũng màu xấu lắm màu con này. Ơi. Mấy củ này màu này chắc bán siêu thị không được đâu con. Mấy củ này Niki Pi nè, xong rồi bị ghẻ nè, bị lát nè. Sao con đào được mấy củ ghẻ lát nhiều vậy con? Còn củ này da đen vậy? Da nó đen thui vậy? Hả? Củ này da nó hồng hào nữa. Satoshi, cái củ khoai ở đâu ra vậy? Củ khoai con đào. À, củ khoai Satoshi đào à? Ủa, củ khoai Satoshi đào sao mà to thế? À, mà sao ở trong màu gì vậy Satoshi? Ở trong kỳ rôi. À trong kỳ rôi à? Kỳ rôi là màu kỳ gì? Wow, nó vàng giống cái quần của Satoshi luôn kìa. Oh no. Mà ở ngoài nó lại kỳ rôi á. Cái vỏ nó. Cái gì vậy? Cái vỏ đó là sao? Nó kỳ rôi. Nó kỳ rôi à? Mà Satoshi ăn có ngon không? À mấy? Ngọt không? Ngon quá mà, tụi khoai Satoshi đào ngon wow. Quá mà. To quá hơn. To sao cầm mặt cả hai tay luôn. Cắn không hết luôn à. À ngon he. Mà... Làm vậy thì nó bằng Satoshi nè. Ê, làm vậy mới bằng luôn à. To vậy Satoshi nè, giống Satoshi nè. Mà cái này mới là chỉ là 1/3 củ khoai của Satoshi thôi đó. Còn 1/3 là bắp bắp. Củ này to dữ vậy. Củ to nhất của Satoshi đào được. À, Satoshi đào giỏi quá vậy. Lần sau con đào tiếp hơn. Mình đào củ to hơn nữa ha. Con đào cái củ to hơn nữa nó đang bể. À, à nó bị gãy à? Mà nó bị bể hả? Rồi sao à, củ đó rồi? Củ đó trên nó ở trên trường rồi. À. Củ đó. Mà con thấy cái nào nó cũng à, cái nào mà nó cũng ôi mô mà nó cũng bể hết luôn, hay là cái con gì nó ăn được. Nó bể hết hay là con gì nó ăn hả? Mấy củ bể là để ở trên trường hả? Ừ. Rồi để lên trên giường làm gì? Oimo party. À, làm oimo party à? À, cái này gọi là củ oimo ha. Trường Satoshi làm party cho oimo luôn à, sao nhiều dữ hả? Không, cái này mình làm oimo party. Được không? Mình làm được không? Vậy là có nhiều món Oimo lắm ha. Là chiên nè, thắp nè, nướng nè, rồi làm cái gì nữa? Hotokeki. Trời, hotokeki nữa là làm cả bánh luôn hả? Sensei nói vậy à? Làm cả bánh xong rồi bỏ Oimo trong vô xong rồi. Làm cái ice cream vô. Có ice cream còn nhân là Oimo. Trời ơi, cái bánh ngon quá vậy. Đã hay. Ba ba ăn được không? Gracias.
Satoshi làm ở nhà hả? À, chứ ba ba tưởng là sensei làm chứ. Trời ơi, Satoshi nghĩ ra cái bánh ngon này. Vậy Satoshi về làm cho ba ba ăn nha. Được không? Mama làm cho con. Mama làm á. Con chỉ nghĩ ra ý tưởng mà, còn mama làm á. À, vậy mình về mình làm hot tteokbokki hả? Vậy Satoshi về chỉ mama làm nha. Mama làm, ba ba ăn. Satoshi chỉ. Ừ, phân công nhiệm vụ rồi, ok. Làm hút tốt cái kia xong rồi bỏ cái ui mơ cái xíu do xong rồi bỏ hút tốt cái kia đó à. Nhỏ vào xong rồi bỏ ice cream rồi đó. Bỏ ice cream rồi nữa, sao nhiều món vậy sao tôi xin, sao tôi chế biến ra món độc vậy. Trời ơi, nghe tức là đã biết ngon lắm rồi á. Ba ba ăn nhiều luôn. Ai ăn nhiều hơn? Ba ba ăn nhiều hay Satoshi ăn nhiều hơn? Xong mà con muốn ăn trời nhiều vậy mà con muốn ăn hot pocketti. Thế mà mama có ăn không? Hay là, mama chỉ làm thôi? Vậy vậy làm hot pocketti kiểu này mỗi người ăn nè. À, mỗi người ăn hả? À, mỗi người dơ, Satoshi dơ lên mấy cái mama xem nào. À, làm vậy à? Trời. Đúng rồi, mỗi người được cái thôi. À, Di là kiểu này. Vậy là chia đều hết rồi, khỏi dằn nhau hơn. Chúng thôi em mất công dằn của Satoshi hơn. Em ghê lắm hơn. Công lực của papa em cũng dằn, của mama em cũng dằn. Em dằn hết cả nhà luôn hả? Cả nhà ai cũng sợ em lắm hơn. Kiểu này là phải là ăn muốn gì cũng phải để cho em hết. Chúng thôi là em dằn lắm hơn. Con dằn ở trên đó xong rồi con thấy bên đây là Yasumi. À, đúng Yasumi rồi. Là ngày nghỉ hả? Vậy là ngày đúng mai rồi. Là Yasumi à? Vậy là mỗi ngày Satoshi dán dán mà dán. Thấy Yasumi. À đúng rồi ha, ngày mai là Yasumi ha, mai con là ngày nghỉ. Con dán ở đâu mà con thấy Yasumi? Con dán trên tóc ở trên tàu đài đó. À, con dán con chỉ là kia bên đây không có. À thế con à? Con dán đây đó, không có nhiều. À, hay. Xíu à, bày ca em. Trời ơi. Em cười nữa. Em cười nữa kìa. Em cho anh uống mới. Em uống nhiều luôn. Wow. Nè, cho em cắn miếng nè. Của anh hai đào đó. Em arigato anh đi. Onii-chan arigato. Em ăn nữa không? Đúng rồi. Anh, rồi anh hai cho em cắn miếng. À thôi. Em arigato kìa, Satoshi kìa. Em thấy ngon quá. À em muốn từ từ, em từ từ. Cho em cắn thôi. Đừng bẻ. Trời ơi, anh hai đào ngon quá, em cắn miếng to vậy. Chui đảo quá. À em arigato lại nữa. À đúng rồi. Wow. Mỗi người cắn rồi. Ôi trời. Em cắn gì vậy? Cắn cái gì vậy? Đưa cái mé cho em cắn. Satoshi đưa chính giữa miệng em. Nhỏ quá, cái củ này to quá. À, anh hai cắn. À, anh hai cắn miệng anh hai to. Thì cắn ở đây rồi. À, khoai Satoshi đào papa ê, nướng đi. Đó. Ấm không? Ăn chưa, ăn chưa. Mộng nó vàng đẹp đó chứ papa nhờ. Thế. Ừ, màu vàng tươi. Ừ. Ê, sao em lại xả rác đam ấy. Mình không được xả thôi. À, rác ở bên là... Nhật là phải đem về nhà đó. À, từ từ em, từ từ. Rồi, cho em cắn miếng. À. Con không ăn nữa, con ăn nhiều rồi, mau rồi.